Chào Nguyễn Đức ạ. Đấy. À, vẫn còn đang thở đấy, hành trình để cho bộ loa ra đảo các bác ạ. Đấy. Hành trình để cho bộ loa ra ngoài đảo Cô Tô. Này bộ đồ đấy ạ. Đây một ô cả nhà này. Đấy. Điểm đi là từ Kinh Môn, điểm đến là đấy. Cô Tô Quảng Linh. Tuyệt vời chưa? Đây sông Kinh Thầy đây. Đây vẫn là nhánh của sông Kinh Thầy chú nhỉ? Đây sông Kinh Thầy đấy. Sông này là chảy qua nhà em luôn đấy ạ. Đây là cửa này là cửa. Đây là cửa 3, cửa 3 này một đường đi Hải Phòng, một đường đi về chỗ em đấy ạ. Đấy, rồi cứ run thôi ạ. Đấy. Tuyệt vời, đẹp ạ. Rồi. Đấy, đúng hành trình ra đảo. Vâng, hợp lý quá ạ. Đấy, hành trình đưa một bộ loa ra đảo đây này. À, tiếp tế thực phẩm cho đấy, các bác, các chú anh chị ngoài đảo này. Gà này. Gà lợn này. Lợn bên dưới các bác này. Đấy. Ok chợ gà. Đấy. Wow, tuyệt vời. Chỉ khoảng 12 tiếng thôi. Đấy 12 tiếng là sẽ có mặt tại Cô Tô thôi ạ. À. Đấy, ok.